Chào các bạn, như các bạn đã thấy thì đây chính là mẫu áo của chiến thần xanh mạnh nhất Vic 504. Hình này Insan đã vẽ trên áo rất là đẹp và ngầu luôn. Chất liệu vải khô thoáng và mát nữa. Các bạn hãy vào shop áo thế vũ.com để sở hữu nó nha. Và bây giờ chúc các bạn xem phim vui vẻ nha. Ôi, mấy ngày rồi mình mới được đi chơi. 1, 2, 1, 2. Vui quá. 1, 2, 1, 2. Ôi, có cầu trượt. Mình thích. Đi lên. Wow. Ôi. 1, 2, 3. Quá đã luôn. Ê, bên kia còn cái cầu trượt. Wow. Lên rồi. 1, 2, 3. Trượt rồi. Ai thèm làm bạn với mày? Bạn sao vậy? Tụi mình là bạn mà. Tao không có thằng bạn vong ơn bội nghĩa như mày. Mình có làm gì bạn đâu. Mày làm gì thì bản thân mày tự hiểu. À sao? Lại vậy nè. Nè bạn, tôi thấy mày lời quá đáng rồi đó. Giờ bạn muốn sao? Mày dám đẩy tao hả? Mày lão. Lại tôi không? Sao lại không? Ui da. Đau rồi nha bạn. Ui da. Mày tưởng mình mày đau hả? Tao cũng đau rồi đó. Thôi được rồi, tôi sẽ cho bạn biết tuyệt chiêu của tôi. Ê bạn, bình tĩnh. Ui da. Ui da. Cái tay của tôi. Tôi gây không? Dám quýnh tao hả? Ôi mày được lắm. Coi tiếng chiêu của tao nè. Coi nè. Ui, dữ lắm nha bạn. Trời ơi, tưởng thế nào. Chưa đâu. Coi nè. Mày láo hả mày? Chưa nghe chưa? Sao nãy quýnh tao mày không khóc? Hả? Ây da. Mày dám quýnh tao. Hai anh mày dám hiếp tao. Hai anh mày nhớ đó. Anh trai, anh đưa
phải đem về tặng cho anh Tư mới được. Lên xe vậy thôi. Thank you.
Mấy cái đứa này mới có tí tuổi đầu mà đã tụ tập đánh nhau. Thôi, không nói nữa, đi về hết cho ta. Hết nói nổi. Có vậy mà con làm cũng không được nữa sao? Thôi, làm lại cho ta. Giỏi lắm. Đúng là con trai cưng của ta. Khá lắm. Con làm tốt lắm. Ta có một món quà cho con đây. Đây là món quà ta dành tặng cho con. Wow, mì gói. Con cảm ơn cha nhiều lắm. Ngoan lắm. Thôi, hôm nay con tập tới đây là đủ rồi. Đi về đi. Dạ con biết rồi. Thưa cha con về. Ê, kia anh gì ngó kìa. Lại coi hư rồi. Ê, nhìn nhớ. Đứng đây tao biểu coi. Mày đưa đây cho tao. Mày ăn mày xin phép ai chưa mày? Cái gì? Giật này hả? Mày đưa đây. Tôi nhận hai bạn đủ rồi nha. Mày được lắm thằng nhóc. Chiến này mình mệt mình với tao rồi. Rồi hai bạn định làm gì thôi? Được lắm, mày đợi tao xíu đi. Mày đứng mày đợi đi con, mày đứng mày đợi đi, mày cứ ghen mày đứng mày đợi đi. Đại ca ơi, đại ca, có thằng Vàng kêu quýnh tim quá trời luôn. Đúng rồi đó đại ca, nó còn nói á, đại ca ra á, là nó ký đầu đại ca luôn á. Ê, mày đáng hứa coi, đại ca xử được thằng Vàng đó không? Thằng Vàng đó, sao mà làm bại đại ca mình được?
này thì tôi sẽ dùng hết sức với bạn. Đã hết tập này rồi, các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông để đón xem tập tiếp theo nha. Nhớ ủng hộ team tại shop áo thế vũ.com. Cảm ơn các bạn rất nhiều.